Còn này bản đồ rất tốt nha anh em. Chạy bò Phúc Lộc nằm cạnh quốc lộ 91 nha anh em. Xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang á, hướng về Châu Đốc nha anh em. Bò lai khá đẹp không à. Lưng nách đòn à. Anh em nhìn đi. Bò đạt đạt không à. Bò này lai gốc Long Bình nghe anh em. Bò Phúc Lộc nằm cạnh quốc lộ 91 nha anh em. Lộ lớn luôn anh em ơi. Bò này cặp hai ngoài ba ngoài có nha anh em. Bò hình tướng là như đạn không anh em ơi. Hình vuông không đó. Đích khu anh em sẽ nhìn kỹ đi. Đùi đùi bản không. Để quay cận cảnh lưng nách cho anh em tham khảo luôn nha. Mình tiễn bò lai không ngang anh em. Xe quét nước trên xe dùm coi. Nè cột chỗ này nè. Tài xế đẹp trai chở bò mà không biết chỗ nào cột nữa nè. Thấy rất tệ không anh em? Bởi vì vậy chưa có vợ phải rồi anh em ơi. Đẹp trai là phải chở bò đẹp trai. Này là hình hoa hậu biển nha anh em. Đó, lưng nách nè. Hơn gan tay nghe anh em. Này bò mới về mình mẩy còn cứt đáy không nghe anh em. Nó không được bóng bẫy. Đi ra. Bò này anh em nuôi hoài lớn hoài nghe anh em. Xương anh em nhìn như đạn không. Hình tướng thùng dạo không. Chừng luôn sức của em đây. Bò này não ngay nó cũng già tháng lắm anh em ơi. Anh em về nuôi tháng nào lên tháng nấy à, nó không có nhẵn bò. Nó dạng nó hơi thiếu cỏ đó nghe anh em.
kéo quay về. Chưa. Để coi nó quét đến tới chừng nào rồi. Đây bên dãy bò lớn nha anh em. Bò này bò chánh tông bò Long Bình nha anh em. Còn hình vàng lai rất tốt nha anh em. Xương sát thì ok đó anh em ơi. Đó, hình sô mô rồi anh em ơi.